Cô dâu cảnh sát giao thông Bạc Liêu khiến netizen ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp và đeo kính người ở đám cưới. Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền khoảnh khắc ghi lại hậu trường trang điểm của một cô dâu trẻ. Từ hình ảnh cho thấy, nữ chính sở hữu gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, làn da mịn màng. Theo chủ nhân clip có tên SL, một chuyên gia trang điểm, cô dâu này đến từ Bạc Liêu. Dù làm công việc cảnh sát giao thông, thường xuyên phải ra đường, tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi, nhưng nữ chính lại sở hữu nhan sắc cực xinh. Ngay chính cả người make up khi nhìn mặt mộc của tân nương cũng không ngừng xuýt xoa. Sau khi trang điểm xong, cô dâu lại càng nổi bật, chẳng kém gì các mỹ nhân của Vbiz. Thậm chí nhiều tài khoản tiếc nuối bởi gương mặt này không tham gia các cuộc thi nhan sắc thì hơi phí. Xinh đẹp đã đành, hình ảnh chính chủ vàng đeo kính cổ, kính tay cũng khiến chân tình không ngừng bàn tán. Đến đây rất nhiều người vào xin vía, mong sau này hôn lễ của mình cũng được tặng nhiều của hồi môn khủng như vậy. Bạn nghĩ sao về cô dâu cực xinh đẹp này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.